khai báo lại ngay giờ. À, bấm 6 số 8 rồi nhấn OK. Bộ này bộ 959 đúng không? Dạ. Rồi trung tâm nó hiện lên cái chữ là ADD. À, chúng ta là chờ lệnh nhập cái mã ngay giờ vào là mã 500. Mã 500 nhấn OK. Rồi, kế tiếp thì chúng ta sẽ nhập vào cái theo thứ tự là 5 tháng ngày giờ phút giây ha, 5 tháng ngày giờ phút ha. Năm hiện tại là năm này 2020, chúng ta nhập hai số cuối là 20. Bây giờ là tháng 11. Hôm nay là ngày 3 Tây. À, giờ thì chúng ta bây giờ là 8 giờ 43 phút. Chúng ta bấm 0843. Ha. À, rồi 0843 phút. Rồi. Vậy 00 đi ha. Rồi OK. Rồi sau khi chúng ta xong rồi chúng ta bấm phím back giữ 5 giây để thoát ra. Rồi lúc này chúng ta thấy cái giờ nó được cập nhật lại nè. Hôm nay là ngày thứ 3 ha, thứ 3 ngày 3 tây tháng 11 2020. Bây giờ là 8 giờ 43 phút. Đó. À, đây là cái một cái vấn đề mà anh em cần lưu ý khi mà lắp đặt báo động chống trộm. À, cũng như là khi mà lắp đặt camera quan sát, lắp đặt đầu ghi, các anh chị cần phải cập nhật lại ngày giờ tháng năm. À, cái điều này nó rất quan trọng khi mà có xảy ra sự cố như là trộm cắp hay là cướp giật hay là gì kia đó, thì các anh chị có thể là truy cập được cái chính xác được cái ngày giờ, giúp cho bên công an có thể là điều tra được đúng hơn. Và nếu như các anh chị mà không cập nhật cái ngày giờ đó, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó là sai cái ngày giờ đi, mình sẽ khó mà mình truy cập được cái ngày mình nó không đúng, thì là sẽ gây khó khăn cho vấn đề mà điều tra khi có đấy. Các anh chị cần phải khi mà lắp đặt thì khai báo về cái số điện thoại nha. Khai báo số điện thoại thì cái bộ 959 này thì nó có hai đường truyền. Thứ nhất là một đường truyền báo động bằng SIM và một đường truyền báo động bằng line. Vì vậy mà khi các anh chị lắp đặt, các anh chị cần phải chú ý khai báo là nó báo động bằng cái đường truyền nào. Nếu mà khai báo động đường truyền bằng SIM thì phải khai báo bằng SIM. Và nếu đường truyền báo động bằng line nữa bạn thì phải khai báo bằng line nữa bạn. Để tránh trường hợp như các anh chị nói là sao tôi đã cài đặt số điện thoại rồi mà sao nó không có gọi điện thoại. Bởi là vì khi mà các anh chị cài đặt á, các anh chị cài đặt là báo động bằng line thoại bàn. Mà trong khi các anh chị lắp cái SIM vô mà các anh chị không chỉ dẫn với nó là khi có sự cố là phải gọi điện bằng SIM, thì như vậy thì nó sẽ không có hiểu được. Vì vậy các anh chị cần phải là khai báo cái vấn đề đó. Vâng. À, đó là cái vấn đề lưu ý mình đã hướng dẫn cho các anh chị. Thứ nhất là về lắp đặt về cái dây nguồn ha. Để một số anh chị em thì vẫn chưa biết về cách lắp dây nguồn và lắp lộn xộn dây chặt cháy. Thứ hai là cái vấn đề là lắp đặt cái dây bình ắc quy ha. Cái thứ ba nữa là mình đã giới thiệu cho các anh chị về cách về khai báo lại ngày giờ tháng năm ha. Cũng như là hướng dẫn về cái khai báo cái SIM để cho các anh chị tránh trường hợp là lắp SIM xong rồi nó không quay số. Cũng một cái lưu ý nhỏ thôi đó, chính là khi mà chúng ta bỏ SIM vào làm sao đúng cách để chúng ta không làm hư cái độ SIM, như chẳng hạn chúng ta không được mạy ra phần mạy nhẹ một chút xíu là nó sẽ tự động ra. Cũng xin nói thêm thì cái bộ 959 gỡ đen này thì là nó có tổng cộng là 32 zone không dây và 8 zone có dây. 16 zone không dây và 8 zone có dây. Chúng ta có thể mở rộng thêm 8 zone có dây nữa bằng cách mua một cái module bên Nano phân phối. Chúng ta gắn thêm một cái module đó để mở rộng thêm cái zone, thêm 8 zone nữa thành là 16 zone có dây và 16 zone không dây. Như vậy chúng ta có thể là lắp đặt được thêm nhiều thiết bị được. Dạ vâng. Mình hướng dẫn một cái góc kỹ thuật nhỏ về trong buổi sáng hôm nay. Kế tiếp thì mình sẽ mời chị Hằng.